ví dụ giáp bộ từ đây tới đó có gì nghĩ ra hay Dạ, gọi thanh không kiếm thiệt mà thầy luôn, thầy chắc cái là có nhiều ý kiến hay á. Tại vì thầy mới sơ khởi thì đọc thấy đọc có đọc nhiều ý qua kiến đọc những bài thầy biết đó là nó cũng tương tương, biết không? À, là trong đó nó có này nhưng mà có cái kia. Ông đọc bài mà làm như ông làm mấy ly xong cũng tương tương. Chị nghe chứ? Chị giỏi ghê, mấy quỷ sứ này nó nói không? Một là nha. Ôi, ta dịu dàng quá mà. Mình đó quỷ sứ thôi. Thầy chứ, mấy thầy quỷ sứ rồi nó xuống địa ngục mình không có rảnh gì bắt tay bạn không không quá. hẹn nhau gặp chứ nhưng bảo đảm chị đi nè là không bao giờ gặp chị xuống với âm phủ không gặp chị thì chị lên thiên đàng tôi với âm phủ là gặp nhau đúng rồi người ta đàng hoàng mà ta lên thiên đàng cũng không chắc nói chung có gì chắc hết nhiều khi chị ở tầng 9 anh tầng 10 tôi đang nói cho tới 18 tầng mà mình ở tầng cuối cùng mà tầng thứ 18 thì ở tầng 1 cái thằng dây xuống chứ lôi hả một đồng lên thiên đàng mình bay lên mình đu à đu tôi đu theo thầy thằng dây xuống mà đu lộn hết làm gì ai đu tôi đu theo một bài mau ghê thấy được có điện thoại của bà đi lộn bà đi lạc đi về luôn mà nghĩ chắc trời ở Hòa. Ngọc Hà đang đi xuống trời nào à? Đường đi nãy giờ đường từ Nha Trang đây mà đi chắc tới Hòa đó. Quay qua chơi Thành chơi giỏi thế này được chưa? Có rồi dính rồi đấy. Chương trình gì đẹp quay tự suy nghĩ cái gì không? Chị giỏi à? Nãy giờ Tuyết em kêu Tuyết Hoa bỏ bình bông xuống dưới này chị biết vì sao không? Có chị ngồi đây rồi thôi chị nữa lưu ly coi như bỏ thôi đúng cái tầm phải không ạ cô ở nhà thấy cô giỏi hiền thì cứ nói cái gì cũng trúng á dạ tới nhà thờ Ba Làng rồi cô đi thẳng giáo xứ Tin Lành hả giáo xứ Tin Lành thì cô đi ra nữa